Xin được kính chào quý vị và các bạn, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thương Nhau Mùa Dịch, một chương trình được phát sóng trên hệ thống nội dung số VOV Live của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày 17 tháng 9 vừa qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình Thương Nhau Mùa Dịch đã trao tặng phần quà hỗ trợ bằng hiện vật trị giá hơn 8 tỷ đồng đóng góp vào chương trình vận động Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những món quà này sẽ phần nào san sẻ những khó khăn của những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vì đại dịch. Và cùng với sự đồng hành của quý vị, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng đại dịch. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với những tổng hợp ngắn của chúng tôi về hoạt động này và cùng chúng tôi lan tỏa yêu thương, chung tay mùa dịch. Theo đó, hiện vật là 20.000 lon sữa bột nhập khẩu sẽ được trao trực tiếp tận tay người dân nghèo, nhóm người yếu thế, những trẻ em vùng khó khăn, đặc biệt là trao cho hơn 1.500 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Các phần quà đến từ nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa. Lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của chương trình Thương Nhau Mùa Dịch, hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn chương trình này tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các quý mạnh thường quân, các nhà tài trợ để các hoạt động thiện nguyện ngày càng được triển khai hiệu quả và ý nghĩa. Chương trình Thương Nhau Mùa Dịch là chương trình của hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhằm lan tỏa những thông điệp yêu thương, tích cực về cuộc sống và tình người trong đại dịch, chia sẻ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp vì đại dịch. Trước đó, chương trình Thương Nhau Mùa Dịch cũng đã kêu gọi trao tặng hiện vật trị giá 800 triệu đồng tới các bệnh viện dã chiến thuộc tuyến đầu chống dịch thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị quan tâm, muốn chia sẻ bài viết, ghi âm câu chuyện của mình tới chương trình, hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage VOV Live, email vovlive.vn@gmail.com, hotline 0825 12 58 58. Hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lan tỏa, chung tay, thương nhau mùa dịch.